Chào cả nhà nhé. Hiện tại mình đang có mặt tại sân Lạch Tray đây. Hôm nay các cầu thủ câu lạc bộ Hải Phòng có buổi tập tại sân Lạch Tray. Hôm nay là ngày thứ 7. Thời tiết rất là mát mẻ, trời nắng nhẹ. Mình đang đứng ở khu vực các cầu thủ chính của đội bóng đá Hải Phòng. Di Mario, Moses, Josep, Lý Tiến Dụng, Triệu Việt Hưng, Thái Bình, Hải Huy, Văn Minh và Phạm Trung Hiếu. Để chuẩn bị tốt cho trận đấu gặp Bình Định vào ngày 14 tháng 9, đội Hải Phòng cần phải chuẩn bị chu đáo. Mình có lợi thế là đội Bình Định sẽ bị mất một tiền đạo chính, đó là tiền đạo Jimmy Linh vì thẻ đỏ trận vừa rồi. Sau một thời gian luyện tập, các cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng đã có sự kết dính bằng những chiến thắng liên tiếp, 4 chiến thắng rồi. Nên là các cầu thủ sẽ tự tin hơn để thi đấu sòng phẳng với đội Bình Định. Thời tiết này rất là phù hợp cho các cầu thủ có thể tập luyện một cách tốt nhất. Ngoài sự lợi thế về tiền đạo thì câu lạc bộ Hải Phòng lại có thời gian tập luyện nhiều hơn đội Bình Định, thì Bình Định phải tham dự cúp quốc gia. Vừa rồi Bình Định đã chiến thắng đội Viettel trên chấm luân lưu, và người hùng của đội Bình Định chính là thủ thành Đặng Văn Lâm với cú cản phá duy nhất. Rồi, Phạm Trung Hiếu. Joseph. Nguyễn Tiến Dũng. Thank you.
Văn Minh, Bùi Tiến Dũng, Thái Bình, Mô Xét, Triệu Việt Hưng, Thái Bình, Rimario. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, từ đầu mùa giải đến giờ, đội Hải Phòng đã tự tin hơn nhiều và có nhiều chiến thắng hơn. Hiện tại đội Hải Phòng đang đứng ở vị trí thứ 3 sau đội Hà Nội và đội Bình Định. Hải Phòng sẽ có trận đấu trước Top Plan Bình Định để có thể lấy lại vị trí thứ 2 từ tay Bình Định. Okay, yeah, okay.